Đúng. Nhưng mà hát lại hay ý. Đúng. Ra ý là cái khoảng không gian của mình cũng chỉ vậy thôi. Đúng. Và... đó. Ui, đây rồi. Ô, cameraman đây rồi. Quay bác. Thế là theo dõi em lâu chưa? Em thôi theo dõi các bác khoảng cách đây một tháng thôi. Thế không? Nhưng mà cũng gọi là cũng các bác cũng quá nổi tiếng thật. Ui giời ơi. Em Điện Biên. Em sáng ở Điện Biên về đây. Thế không? Em Điện Biên tí nữa chuẩn bị đi ra. Lại đi Điện Biên tiếp. Em đang ở trên đấy, nhà đang ở trên đấy. À thế á. Thế tức là mua về cho bố mẹ vợ. Mua bố mẹ vợ á? Đâu, nhà đâu? Không, không phải nhà này. Dạ. Ông Quân ơi. Thôi, nổi tiếng rồi. Đây, anh quay cái biển này. À. Anh. À chưa cắm biển à? À thế nhỉ. Đây bố mẹ vợ anh nhá. Không, bố mẹ vợ ở bên trong kia. À, bên trong kia cơ. Nhưng mà yên tâm, có xe chở vào. Bây giờ có mấy cái đồ cho xe chở vào. Thế đâu, nhà chỗ khu nào? Trong này. Ông ơi, xe to. Ông Quân. Ngang tầm 7 chỗ ạ. Ngang 7 chỗ vào thoải mái. Thôi. Chở vào đâu. Bây giờ nhiều xe này chở vào. Tức là em lại tưởng nó lắp ở đây. À. Ông Quân anh. Vì là hôm nay em cũng có tí rượu say rượu tí à. Theo dõi các bác từ quá lâu rồi. Vâng. Thôi, cho em đi xong rồi em còn tranh thủ em sắp phải lên ô tô rồi. Lên ô tô mấy giờ đi? 6 giờ em phải ra ngoài bắt xe ô tô. Tức là 6 giờ xe khởi hành nhỉ? Xe khách mình ra ngoài Thái Bình, nghĩa là người ta đi từ Thái Bình. Từ đấy ra đấy không bao nhiêu cây? Đây em ngay ra đền Trần này thôi. À. Đền Trần này thôi. Thế thì gần đây mà. À, gần đấy. Tức là đây này, em vừa rồi em định chờ xe hàng nhưng mà thấy anh gọi điện nó nóng ruột quá em. Em nóng ruột lắm em. Nóng ruột vì sao? Hôm nay em em vừa ở Hà Nam về đến đây. À. Hà Nam về đây nhưng mà hôm nay cũng máu tí thì có tí rượu thì máu thì thích thì mình chơi thôi. Ừ, có nghĩa là bây giờ nhá, chúng em sẽ vào sẽ dọn dẹp cái chỗ nhà mình trước, tranh thủ dây dắt các thứ làm trước, xong loa đến phát là lắp lên luôn thôi. Có nghĩa là loa thế là xe sau. Anh nhung nhung dạ. Ừ, thế được rồi thì bây giờ anh em mình người nổi tiếng TikTok ấy. Thằng là ông thành số ấy. Anh cứ để lùi hẳn xuống đây cũng được. Để lùi hẳn xuống đây cho thoải mái đi. Sát vậy cũng được mà đúng không? Không, ý là để hẳn vào đây cho thoải mái vì là nhà ông chú rồi thì nó thoải mái hơn. Vâng, bác ơi. Loa thì đi xe sau. À xe sau à. Và bác trai ơi, bác ngồi lên đây, em chở vào chở vào trong nhà ấy hả? Vâng. Được ạ. Bây giờ lùi vào trong mượn thêm một xe nữa được không? Nhiều xe lắm, nhà ở đây trong có hai anh em nữa. Vâng. Xong rồi đằng nào phải tí nữa ông ra đây để xe ô tô đây rồi tôi. Đại bác từ lúc nãy giờ ấy, từ vâng. 3 giờ đến giờ. Thế thì một lúc mà anh gọi là bọn em đang lắp ở bên. Em bảo rồi, nghĩa là tháng sau mới dám đầu tư, nhưng mà thôi tiện, hôm nay về lâu lắm rồi được về. Ừ. 2 năm nay 3 năm nay được về rồi em tiện em đầu tư luôn. Ứng trước. Ứng trước. Muốn đầu tư, xin đầu tư. Thế là báo hiếu ông bà. Bọn em 10 năm bệnh viện Mỹ Lộc cái này nhưng mà bỏ. Em đang trên Điện Biên. Em phải bỏ ở đây. Anh lên trên đấy lâu chưa? Em lên đấy khoảng 4 năm nay. À. Em bỏ ở đây em lên đấy. Vâng. Bán cửa hàng thuốc ở trên đấy. Anh làm thuốc đông y hay là? Thuốc Tây y rồi. Tây y. Vâng. Hai vợ chồng. Thế con cái ở trên đấy luôn. Con cái thì đi cùng hết bố mẹ. Vâng. Và đây không khí nó trong lành sướng thật đấy. Ở đây thì mấy anh chị em bên bố mẹ vợ là toàn karaoke nhiều. À. Nhưng mà cái bộ của các bác thì chắc là hôm nay em xem các bác thì em lắp lần đầu tiên đấy. Em xem các bác là ở đây chỉ cái bộ đầu tiên của giống của các bác thôi. Không, chưa mà Nam Định thì bọn em lắp nhiều. Nhưng ý là bây giờ lắp vào chính xác cái làng này thì là ý là ở đây tiên. Là ông bà ơi, ông bà cứ ngồi đấy nhá. Vâng, con chào ông ạ. Đấy, em bảo rồi cứ bật loa to lên thử xem là cái loa cũ của ông bà là như vậy. Cũ ông bà đây đúng không? Đây là vườn Ba Mỹ Thắng Mỹ Lộc Nam Định. Vâng. Con chào ông ạ. Chào. Vâng. Đây hôm nay chúng ta đến đây là đến nhà bố vợ của anh Dũng. Đây trong này đang có cái bộ đàn karaoke cũ này. Đi vào đây cùng tham quan bộ này đã. Ôi giời. Mời chào bà. Dạ. Mời chào bà. Bà ơi, người nổi tiếng TikTok ấy. Anh nói thế không ngại quá. Bọn em chỉ là nhân viên đi phục vụ các bác thôi. Đấy.
đấy, dàn bộ dàn của ông bà. Bộ này chắc là ông mua cũng lâu lắm rồi nhỉ? Lâu rồi, tức là em làm ở viện đây thì, nhưng mà cũng chắp vá nọ kia. Vâng, coi nào bây giờ quyết tâm là đầu tư trong bộ. Quyết tâm. Bác trai, nói được phải làm được. Bác trai thật. Xem TikTok nhiều bác nhìn trẻ cần trẻ hơn trong cái trên TikTok. Ông chỉ quen TikTok thôi bạn, nhưng mà hàng người ta chuẩn lắm. Hàng người ta rất chuẩn. Còn bao mấy chục năm rồi. Các bác ơi. Hà Nội đấy. Còn mua hàng chính hãng. Con mua hàng chính hãng bà ghi tâm. Vâng. Đây là hôm nay con mua cho ông mua cho bà hát là chính chứ vâng. Mua làm gì bà hỏi thế, mua cho bà hát. Bà hỏi thế thôi, còn trong lòng người đang rất là vui. Bà yên tâm, cái hàng này thì hàng chuẩn chỉ cho các cụ luôn. Hôm nay anh Dũng anh Hà Nội từ trên Điện Biên về đây thì để là chờ đón bọn con về đây lắp cho ông bà bộ dàn âm thanh, cũng như là để gọi là có món quà nhỏ nhỏ của đấy. Anh bảo là lấy vợ bao nhiêu năm rồi bây giờ mới một món quà này tặng bố mẹ vợ. Các bác ơi. Thế bây giờ những bộ này thì bọn con sẽ đưa ra ngoài nhé. Các anh cứ bỏ lùi ra chơi để mai ông bà dọn sau thôi. Vâng. Em cũng không thời gian vì em chuẩn bị lên ô tô rồi. Được ạ. Em cũng chuẩn bị lên ô tô rồi. Bây giờ nó hiện tại nó đang rất là ù. Đấy, để nhỏ không nó đã ù rồi. Tí nữa các bác cho một cái dàn này vào đây cái ông bà lại bảo thôi. Biết vậy là bỏ nó ra ngoài từ lâu rồi chẳng hạn, nhưng mà thôi thì được ạ. Thế thì bây giờ em sẽ dọn ra nhé. Anh cứ dọn hộ một các bác cứ dọn hộ bọn em. Con dọn ra ngoài nhé ông nhá. Vâng, xin phép ông trước. Đây, cái loa này của ông mua cũng lâu lắm rồi. BMB. Mua khoảng 4 năm chứ mấy? Dạ. 6 năm. Vì đợt đấy con với ông vào trong rồi. Trong ấy còn gì nữa, vào trong Mỹ Tiến còn gì nữa. Đấy, một cái vang nữa ngoài này, xong bộ mic này. Nổi tiếng lắm á. Lắp Sài Gòn bộ, nhưng mà bộ lắp từ Sài Gòn về đây. Ừ, mượn cái con trầm để lại thôi nhỉ. Dạ. Mượn con trầm để lại để kê. Rẻ, rất chi là rẻ. Quả trầm. Tí nữa bà thôi chủ yếu là chất lượng âm thanh. Người ta bảo hành mình cả đời là được rồi. Bảo hành đến lúc hỏng thôi. Đây là con vâng ạ. Tháng 10 đây là đây, con cứ để tạm ra ngoài đấy nhá. Vâng, anh bác cứ để. Xong mai ông bà tự dọn này, mai ông bà dọn. Đấy, nhưng mà rồi. Cái gì cần bỏ ra thì bỏ ra, còn những ví dụ cái gì kê được thì ví dụ kê lên cái này có à đúng đây, không? Bên này thì em sẽ có một quả trầm em để dưới đất. Dạ. Xong rồi một cái em vẫn hiểu trên. Em vẫn hiểu rồi, một vẫn một quả trầm với cả hai quả loa rồi. Rồi. Từ xưa đến giờ vẫn vậy rồi đúng không? Thì em mượn luôn cái quả trầm cũ này chỉ để kê thôi. Màu nhỉ? Màu nó giống quả đấy đúng không? Đúng rồi, để kê lên thôi, cho nó đồng màu thôi. Còn thực ra cái con trầm này không cần chơi. Để nó làm như cái đôn cái ghế vậy. Ô cái này ông có đấu đâu nhỉ? Chỉ kê vào đây thôi đúng không? Cái này cũng là món ăn tinh thần đấy. Đúng rồi ạ. Thôi để đây xong mai mang dây điện ra đây đánh quả ngoài này cũng được, chơi chơi ngoài này. Cái bộ này bộ mới này thì chắc là không cần bộ cũ đâu. Hàng đã về đến nơi chưa anh? Đây đang về. Bác Hoàng Long ơi. Đã. Hàng sắp về đến nơi chưa? Đúng, gần đến rồi đấy. Để em gửi định vị cho cái thằng này. Để con gọi để em gọi cho mấy ông chú vào nữa để cho ông thẩm định. Chắc là một lúc nữa. Bên em thì nhiều kỹ thuật lắm. Nhiều kỹ thuật. Vâng. Em hiểu rồi. Bên đây em hiểu rồi, nhưng mà bác là chủ ấy như nào ấy? Em thì vẫn là nhân viên thôi. Cũng nhân viên, cũng vẫn chưa biết ông chủ là ông nào là chủ đúng không? Đây mới là ông chủ đấy. Nhà. Bố mẹ vợ. Vâng. Đây, em đây, hai vợ chồng đây. À, vâng. Ông bà có ba người con. Ba hai người. Gái một trai. Hai gái một trai. Vâng. Thì anh là rể hai. Đây, em rể hai. Vâng. Em rể hai, rể đầu hôm nay đang say rượu, em lôi lên Hà Nam say rượu rồi về rồi, về ngoài Nam Định rồi. Mất hình mất cả tiếng. Chết thật. Con cũng say đấy nhưng mà. Thế ông là trước công tác ở trong quân đội không? Vâng. Đi lính ở Vị Xuyên Hà Giang đấy. À thế ạ. Vâng, đi chợ Vị Xuyên kia đấy, cựu chiến binh. Thế giờ là ông còn hoạt động vàng lĩnh vực gì không? À giờ thì về làm thôn trưởng thôn chi phó chi phó của chúng mình. À thế ạ. Cảm ơn là nghĩa là bà xem một con nhé, nghĩa là cái chỉnh người ta chỏi chỉnh nhiều đâu, bật lên là hát karaoke quá hay luôn. Con cũng chỉ sướng vậy thôi. Nhưng mà về Điện Biên đợt này con xây nhà xong, con cũng bảo mà làm bộ nhưng mà chưa chắc đã làm được. Ơi. Mẹ vợ mời các bác ăn lạc ấy. Vâng. Ơi. Thôi, mai vậy thưa các bác. Ừ. Bác trai. Bác trai. Thôi.
uống này, em bật đấy. Ui, các bác quay vui quá cơ, nhưng mà quay mẹ ơi. Cảm ơn ông. Đúng là người toàn người nổi tiếng rồi, biết là người nổi tiếng rồi, nhưng mà ông nhá. Diện tích sân thì to hơn diện tích nhà. Dạ. Thế thôi ông ạ, để cho nó à mấy đâu. Lắm. Dạ. Tối đến nó đông nam mát lắm. Vâng, đấy. Sướng ở cái không khí. Đây là vườn nhà mình hết, lấy bên kia là hết rồi. Đấy, đến rộng rồi rồi. Vâng. Còn bên kia là của hàng xóm. Vâng. Đúng. Nhưng mà hát lại hay ý. Đúng. Ra ý là cái khoảng không gian của mình cũng chỉ vậy thôi. Đúng. Em ví dụ cái câu bác hỏi, ai bác không hỏi câu đấy đúng không? Vừa tiền, không gian của mình chỉ vậy thôi. Thoải mái luôn đấy. Thoải mái. Tí cho em cái cảm nhận thực tế nhá. Em thì em ít hát. À. Em rất chi là ít hát, em không chẳng biết hát. Vâng. Em chỉ hát tay vịn thôi, hát ở nhà nó có. Vịn tay vịn nhà. Trên kia mình có bộ nào chưa? Em chưa, đang xây nhà. À, thế à? Nhưng mà ví dụ hay xong quá. Thì cũng chưa thể đầu tư được. Thôi vâng. Đầu tư bố mẹ vợ trước. Còn, còn mình thì không dám đầu tư. Tuyệt vời đấy. Lo cho ông bà trước, thế là tuyệt vời đấy. Không phải ai được như anh đâu. Nghĩ được cho người khác, nghĩ được cho đứng sinh thành là một cái điều. Ông bà cho nhiều nhưng mình thì biếu bà được mấy. Không phải, đúng, anh trông rất tình cảm ạ. Em bảo rồi, em vẫn bảo là hôm nay phải bác về lắp. Dạ. Còn cái ông cao cao, cái ông kia thì em vì là bác là vẫn là chính sao ấy. Ồ, bọn em thì có nhiều. TikTok không nhiều anh em thì mỗi người làm. Biết là vậy đó. Rồi, biết là nhiều rồi nhưng mà xem TikTok của em hả? Đây này Hoàng Long âm thanh số này. Xem TikTok của em đúng không? TikTok thôi, chỉ TikTok thôi. Em chỉ TikTok thôi. Cái bác này, bọn em chỉ quay điểm thôi, những cái nào video nào em đi thì mà không quay được thôi. Đây cái bác này thì đang hôm nay đang ở đâu chẳng hạn? Ở đây anh đang phụ trách hỗ trợ em ở nhà. Đấy ví dụ vậy. Nhưng mà em bảo em chỉ thích bác đến thì là bác nổi tiếng hơn ông đấy chẳng hạn, em có thể em chỉ thấy là bác nổi tiếng hơn ông đấy thôi. Cảm ơn anh. Đây là anh Hùng, nhà em là nhiều lắm. Chẳng qua là đi là nhiều khi anh em không quay được, như là em đi thôi. Ở đây có đây không biết nhưng mà bác là chính đấy. Em chỉ nhìn thấy em thích bác chẳng hạn. Đấy. Ông ạ, 28 đây xem ai Pro đấy, cái bộ thì nó lắp mình đúng rồi đấy, lắp nhà chỉ, mình đấy, bộ này. À quên, chỉ 2.8 triệu thôi, quên mà 28 triệu. Hay lắm, cái con lắp ở Hải Phòng. Em bảo rồi, nghĩa là trước sau gì em lắp năm nay hoặc năm sau là em cũng phải gọi các bác về, nhưng mà hôm nay ở nhà em lo cho các bác đến Hàn Quốc, các bác vẫn về, người ta gọi về các bác vẫn lắp được cơ mà. Vâng. Chi ở Việt Nam này. Hôm nay là con duyên được gặp anh này là vui lắm rồi. Còn này là lên trên mạng xem nhá. Bây giờ anh phải đi Điện Biên cho kịp giờ xe. Đấy, con rể mua cho bố mẹ đấy. Chúc anh lên đường may mắn. Vâng. Bố mẹ, bây giờ thì còn lại là ông con mình ở nhà thôi. Chờ loa về phát là xin đấu. Vâng, bây giờ là xe tiếp viện của chúng em. Xe này thì chở thêm hàng và tiếp viện để anh em chúng em lắp tiếp cái bộ này. Xe thì đang lùi vào trong ngõ. Hôm nay thì nhiều đơn quá các bác, anh em phải chia nhau đi. Bây giờ cũng rất may là anh em kịp chi viện để lắp đặt cái bộ dàn cao kia ngày hôm nay cho hai bác. Thì anh Dũng là con rể của bác thì muốn mua bộ dàn này cho hai bố mẹ là một món quà của một người con hiếu thảo. Và chúng ta cùng đi vào đây. Anh Dũng thì có việc là phải đi lên trên Điện Biên rồi. Thế là nhà anh đang sinh sống và vợ con cũng ở trên Điện Biên luôn. Thì bây giờ thì còn lại có em và hai bác thôi. Cũng như một số các bác ở hàng xóm sang để trải nghiệm thử cái bộ dàn này nữa. Chúng ta cùng vào đây để triển khai cái bộ dàn này và trải nghiệm một lần nữa chất âm tại nhà hai bác các bác nhé. À... đây chúng ta vào đây kiểm tra luôn. Trong này thì à, đấy. Đã bỏ đấy mà thì... đã. Mẹ thôi còn con bỏ lại à. Tại con đi xe rất là quen rồi. Không nhìn đến thì trước rồi. Ăn món rất là lạc đường. Cho anh mượn nha. Dạ đây, cho có đi rồi.
Đây là đôi loa. Ở trong này là đẩy. Lên xe chưa? Lên rồi. Lên rồi. Là nó ăn khỏe lắm. Thôi kệ đấy. Vâng ạ. Có mỗi con mới kệ. Có được rồi, 15 cân một con không? Rồi đấy. Ok. Dạ em nghe. Ok, lên xe rồi đúng không? Ok, ok. Cứ yên tâm đi, bọn em ở đây rồi, không lo. tí nữa xem video nhé. Ok, đấy. 2 cân trở lại. Một
suốt cuộc đời. Vì sao em nhớ anh thế này, thương nhớ đau nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có điều có hay, tình anh như núi cao biên giới, có con không trời xây thành. Biển trời nào mà không xanh, xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng cả đời anh. Anh ơi, ngồi đây bóng tơ em, ngồi đây đứng nhớ một mình, bởi vì em mơ ước quay quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng sáng cả đường đêm. Để anh đưa nó về trong chiều, trên lối đi về không còn yêu. Chọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm vắng cây đất ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sông sông với ai, chuyện trăm năm mất tình cây và đất, cây bám để sâu đất nôn chẳng đầy lòng. Nhưng con đường chẳng dài bóng má, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem về mỗi tình sự sống cho hát không bị bài không bị vỡ đâu, giờ loan nó không chỉ đẹp là hay nữa mà nó còn đẹp, đẹp ông thấy nó đẹp không? Trước tiên thì Dũng rất là cảm ơn đến anh con rể Vũ Đình Dũng. Vâng, anh Dũng đã mang đến một cái niềm vui cho vợ chồng bố mẹ. Vâng, thế là cũng rất cảm ơn âm thanh nghe rất là sống động và rất là hay, chuẩn và hài lòng về vụ này, rất là hài lòng về cái chất lượng âm thanh của Hoàng Long. Vâng, món quà của con rể gửi tặng ông. Thế là trước tiên là cũng rất là cảm ơn đến anh em đã phục vụ đến gia đình rất là nhiệt tình, âm thanh rất là sống động và nghe rất là chất lượng. Có hay hơn một vũ không? Hay hơn nhiều chứ. Vâng, là rất là ông bà vui nên là cũng rất là vui và mãn nguyện. Cũng là rất là cảm ơn anh em rất là xa xôi từ bãi Hà Nội về mang chúc ông bà sức khỏe và ca hát thật là vui. Cảm ơn ông rất nhiều. Gia đình với lại cảm ơn đến các anh. Dạ. Vâng ạ. Nên là bà thì mà thích từ lâu rồi. Vâng. Bà thích hát mà. Dạ. Bà thích hát không?
Thế bảo sao bà hát vừa rồi hay thế? Bà đi hát, đây là chưa đúng chưa đúng tâm của bà đấy. À thế à? Ôi dồi ôi. Vâng. Thế còn chúc ông bà sao sức khỏe, mấy ca hát thật vui vẻ nhá. Con xin phép. Vâng, con về Hà Nội. Đi, anh em mình về.